Nét 1. Gần giống nét móc ngược trái. Đặt bút trên đường kẻ 6. Hơi lượn bút sang trái. Viết nét móc ngược trái. Đầu móc cong vào phía trong. Dừng bút trên đường kẻ 2. Nét 2. Cong trên và cong phải. Từ điểm dừng của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5. Bên trái nét móc, viết tiếp nét cong trên và nét cong phải liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ gần giữa thân chữ. Dưới đường kẻ 4, dừng bút ở khoảng giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3. Chú ý, nét cong cần lượn đều và cân đối. Nửa cong dưới vòng sang bên phải, rộng hơn nửa cong trên.